Chi hội nông dân thôn Trạng Suối, xã Cẩm Hà vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2020-2022, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tại thôn tham gia. Chi hội nông dân thôn Trạng Suối đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Chi hội cũng đã đề xuất với cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ về vốn vay và các chính sách ưu đãi cho hội viên nông dân. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội viên nông dân thôn Trạng Suối đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải độc hại trên đồng ruộng, phân loại rác tại nguồn. Đại hội chi hội nông dân thôn Trạng Suối, xã Cẩm Hà, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên.